is really easy. You take your net earnings from your Schedule C, or if you haven't filed your taxes yet, you take your P&L from the current year, and that would be your net earnings. And then that's what you would fill in into the average monthly payroll field, and then, of course, divide it by 12. So you have your annual earnings, and you're still going to have to divide that by 12 in order to get your average monthly earnings. And then again, if you have no employees or you're a sole proprietor, what do you do with pass-through earnings from K-1s? Any pass-through self-employment earnings that come in, how do you include it? How do you apply the $100,000 limitation? I don't know the answer to that. It appears to me that you would take the $100,000 limitation, apply it to the Schedule C earnings, and then also to the K-1, but I don't know. It could be an overall $100,000 limited self-employment earnings that you can consider. Hopefully somebody will issue a clarification on that. And typically the resource that I use today is the U.S. Treasury site. They provide all the FAQ documents. They provide the updated application form and also guidance for both borrowers and lenders. So the U.S. Treasury site payroll cho những người làm trong ngành nail của chúng ta, cho dù là thợ nail hay thợ nail, nếu mà không có nhân viên, tức là không có cái payroll, chỉ có thôi. Đó. Ha. Và về cơ bản là nó có cái maximum là tới 100 ngàn, nhưng hầu hết là quý vị khai thuế là không có 100 ngàn, thành ra dùng cái đó để chia cho 12 tháng. Tương tự như vậy cho Independent Contractor cũng vậy. Tức là Independent Contractor thì dùng cái 1099 và không có trừ gì hết. Tại vì bản thân không có trừ gì hết mới gọi là Independent Contractor. Những quý vị mà có trừ trong cái thuế đó thì gọi là Self-Partner. So, thành ra được xem như là net nhân cho chia cho 12 tháng, nhân 2.5. Ha, ok. And then if you have check the box for eligible self-employed individual and you have pass-through earnings from an individual K-1, then we know that's limited to 100K. If you have multiple K-1s and you're working in multiple pass-through entities, hy vọng những cái đó cũng đã trả lời được cho cái cách mà chúng ta tính cái payroll cho cái ngành làm nail của chúng ta. Đây là cái thông tin mà chúng tôi lấy từ trong cái bang những cái bang mà tí quốc để mà muốn lấy ra